Sau một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn, tôi quyết định làm tiếp một video nêu cảm nhận về một trong những bộ anime manga mà tôi yêu thích nhất. Có điều, thay vì là cảm nhận, đánh giá theo hướng tích cực, hôm nay tôi sẽ ném đá một trong những tác phẩm shonen nổi tiếng nhất nhì trong những năm trở lại đây. Vâng, đọc tiêu đề chắc các anh em cũng biết rồi, nhân vật chính của ngày hôm nay không ai khác đó chính là Jujutsu Kaisen. Vậy đứa con tinh thần của Akutami Gege tại sao lại có vinh dự được điểm mặt chỉ tên trong video này? Ok, không để các anh em chờ lâu nữa, ta hãy cùng bắt đầu luôn thôi, let's go! Theo một nguồn thông tin chưa được xác nhận nào đó, thì tác giả của chúng ta vốn học rất giỏi toán, nên mới vẽ ra được đủ thứ lý thuyết hầm bà lằng nhằng như vậy. Nhưng mà Gege ơi, chúng tôi đọc truyện để giải trí, chứ có phải ngồi học toán cao cấp đâu. Đặc biệt là những thuật thức của Gojo, Hagari, phải nói là dù đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng bản thân tôi thật sự chẳng hiểu một chút gì về cơ chế của mấy cái thuật thức đó. Chưa kể những thuật thức đó nghe qua thì rất cao siêu, nhưng khi ứng dụng thì lại khá nghèo nàn. Có thể yếu tố phức tạp này sẽ thu hút được phần nào những người đọc mới vì nó vẫn khá thú vị theo một khía cạnh nào đó. Thế nhưng về lâu về dài, nó sẽ khiến chúng ta cảm thấy khó theo dõi do sự rối rắm không cần thiết. Ngoài ra, việc kể lại rằng thuật thức này cơ chế ra sao, nguy hiểm như nào, nhưng thể hiện không được một phần những gì mà các nhân vật quảng cáo, vô hình chung vi phạm nguyên tắc show don't tell trong nghệ thuật kể chuyện. Về show don't tell thì có lẽ tôi sẽ nói kỹ hơn ở một dịp khác. Ra thì cái này nó thể hiện phong cách riêng và dụng ý nghệ thuật của từng tác giả. Chỉ là cá nhân tôi không quá thích nét vẽ này lắm, một phần vì bản thân mình đã xem anime trước đó rồi. Cái này cũng khó để nói rằng đây là một nhược điểm, vì mỗi người sẽ có một phong cách riêng và bất cứ mangaka nào cũng muốn thể hiện sự khác bọt của bản thân qua những nét vẽ. Nên là tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề này mà để cho các bạn tự đánh giá. Mọi vấn đề ở trên đều chẳng có gì đáng để bận tâm nếu như Jujutsu Kaisen có một dàn nhân vật đáng nhớ và một câu chuyện hay. Nhưng bằng một cách ảo diệu đến khó tin nào đấy, dù có xuất phát điểm rất vững với một tiềm năng khá lớn, tác giả lại vứt hết tất cả những thứ đó vào giọt rác và bỏ sót rất nhiều nhân vật, đơn giản vì ông không muốn phát triển tiếp, nghe thiếu trách nhiệm vãi đái. Lấy Nobara làm ví dụ, đây là một nhân vật rất có tiềm năng và là một trong những kép chính của chuyện. Thế nhưng cô bị tác giả cho ra chuồng gà chơi dù còn rất nhiều thứ để phát triển như thuật thức, tính cách và sự phát triển tâm lý nhân vật, một trong các tuyến nhân vật chính mà lại bị coi như kép phụ như thế thì liệu có ổn không? Tiếp theo là Yuki, nạn nhân tiêu biểu của việc đem con bỏ chợ. Yuki có một profile rất khủng, nhưng rồi cô chẳng thể thể hiện được gì với cái đất diễn hạn hẹp ấy. Rồi rốt cuộc Yuki đã làm những gì trong khoảng thời gian đi lang thang để tìm cách xóa bỏ chủ lực và tìm kiếm đồng minh? Rồi đồng minh của cô ở đâu khi cô đánh với Kenjaku? Nobara chết thì vẫn còn có thể khiến cho khán giả gây sốc, chứ Yuki thì tôi chỉ thấy một sự khó chịu đến khó hiểu tới từ vị trí của tác giả. Các nhân vật nữ còn lại như Shoko, Momo, Miwa, Mai, Utahime thì thôi tôi cũng chẳng mong chờ gì vì vai trò của họ gần như là bằng không. Họ xuất hiện là vì tác giả bảo thế, chẳng có mục đích, động lực, tính cách thì cũng chẳng rõ ràng, chẳng khiến người đọc cảm thấy đồng cảm hay nói ngắn gọn là mờ nhạt. Không chỉ các nhân vật nữ, rất nhiều nhân vật nam dù có tiềm năng hay không cũng bị đặt vào tình trạng bỏ xó như Kamo, Toge, Kusakabe, Todo, Ino, tôi còn suy quên nhân vật để có tồn tại. Hay thậm chí là cả nhân vật chính Yuji của chúng ta cũng không được đầu tư kỹ lưỡng, từ sức mạnh cho đến tính cách. Chưa cần tới so sánh với những nhân vật chính tới từ bộ anime manga khác. Sự phát triển tâm lý cũng như sức mạnh của cậu thiếu điểm nhấn và hoàn toàn lép vế trước dàn nhân vật phụ như Yuta, Choso, Hakari. Tất cả những gì cậu có thể làm khi chiến đấu là tạo hắc thiệp và kính đình quyền. Chấm hết, chẳng có bất cứ một cái gì đáng nhớ cả. Ngoài ra như lãnh vực chuyển duyên, thuật thức bẩm sinh của Sukuna, chiêu ý thức thân bằng vật trung gian, cậu đều không làm được dù là một chú thuật sư cấp 1. Tất nhiên là mỗi người sẽ có một ưu điểm riêng dựa trên sở trường của họ. Nhưng thật sự, bất cứ chú thuật sư nào cũng có thể làm được như Yuji. Nếu chỉ nói riêng về võ thuật thì Toji và Maki còn xịn hơn nhân vật chính của chúng ta nhiều lần. Thậm chí Yuji còn chẳng sử dụng được vũ khí thành thạo như Maki và Toji cơ. Tính cách của Yuji thì ta có thể thấy được ở bất cứ nhân vật chính shonen nào thay vì có một điểm nhấn riêng. Thậm chí cả một nhân vật bị bỏ xó khác là Toge, tôi còn cảm thấy có gì đó đáng nhớ hơn cậu nhóc này. Khán giả chê anime hay búc bẩn mên với gì phản diện á. Ui giời, Jujutsu Kaisen búc tẹt ca cho cái phụ với phản diện luôn. Nhắc đến phản diện quá mạnh, ta có một phản diện mạnh tới mức vô lý, mà cụ thể ở đây chính là Kenjaku. Cái sự lật cấn của tôi đó là Kenjaku chẳng hiểu từ đâu mà lòi ra cái thuật thức khắc chế thuật thức của Yuki trong một đốt nhạc. Thật sự ngoài kẻ có sức mạnh khủng khiếp như Gojoza thì gần như hiện tại khó quay địch nổi Kenjaku. Chưa hết, mục đích của Kenjaku là gì khi đi khắp nơi lập giao kèo với vô số kẻ khác, tạo ra đám cửu tướng đồ, ăn nằm với bố của nhân vật chính rồi đẻ ra nhân vật chính để phục vụ kế hoạch thiên niên kỷ, tất cả chỉ vì hắn cảm thấy thú vị, cảm thấy mình nên phá tan tành thế giới chỉ để tiêu khiển cho cái cuộc đời ngàn năm tuổi trắng ngắt. Mục đích gì nghe hời hợt thế?
nó qua thì cũng phải nói lại. Trong một bộ bóng bóng này thì vẫn có các nhân vật khiến tôi cực ấn tượng như Yuta, Hakari, Megumi, Choso và Nanami. Dù vẫn còn tồn đọng một vài khuyết điểm, nhưng nhìn chung tất cả cũng được xây dựng khá là tốt. Một số phản diện khác như Geto, Mahito cũng được xây dựng khá là chỉnh chu về động cơ, mục đích và tính cách. Geto là một trong những nhân vật phản diện tôi khá là thích. Còn Mahito cũng là một trong những phản diện hiếm hoi không chỉ tôi mà còn rất nhiều độc giả cảm ghét tột độ. Như thế là xây dựng thành công đấy. Ngoài ra có một phản diện khác, dù thời lượng xuất hiện không dài nhưng cũng khiến cho tôi khá là ấn tượng và cũng được tác giả gọi hồn khá là nhiều. Cái đó không ai khác chính là Toji. Bất chấp thời lượng xuất hiện không dài, Toji đã có một màn thể hiện ấn tượng và khiến cho kẻ kiêu ngạo như Gojo khốn đốn. Theo một vài nguồn tin thì Toji là nhân vật được ngài tác giả ưu ái cực độ. Đấy, bảo sao xây dựng chỉ chú thế. Nhắc đến Toji thì chắc chúng ta cũng nên nhắc đến bản sao 2.0 Maki nhỉ. Thực ra cũng giống Toji, Maki cũng rất được tác giả ưu ái khi có hẳn một arc riêng cho mình. Có điều Maki không được hay như Toji, khi mà sự phát triển của cô cũng khá là thiếu thuyết phục và có thêm rất rất nhiều vấn đề. Để búc sức mạnh cho Maki, tác giả không ngần ngại thí luôn Mai mà đẻ luôn thêm hai nhân vật khác là một ông già và một con Kappa, xong việc thì vứt đi luôn. What? Nói đi thì cũng phải nói ngồi, dù sao thì Maki vẫn là nhân vật hay nhất trong toàn bộ dàn nhân vật nữ rồi. Nhưng kể ra đầu tư thế mà cũng chỉ ở mức cảng nhàn thì cũng chẳng lại lắm nhỉ. Ở đây không thể không nhắc đến hai nhân vật cánh còng nương Jutsu Kaisen, Gojo Satoru và Ryomen Sukuna. Đầu tiên tôi sẽ nói với Sukuna. Sukuna dù không phát triển nhiều nhưng cái người ta ấn tượng là cái tăng quan lệch lạc, lấy giết chóc làm niềm vui, và quan trọng nhất là khí chất của bậc đế vương tỏa ra từ hắn, bất chấp gã là một tên tâm thần không hơn không kém. Nhìn chung đây là một nhân vật khá đơn giản nhưng vẫn đủ để khiến người xem ấn tượng. Đại dung đấy chứ, đatte kimi yêu ai mo. Tiếp theo là Gojo. Gojo chính là lý do khiến cho Jutsu Kaisen trở lên viral trên khắp thế giới. Nhưng tất nhiên một nhân vật hay không chỉ dựa vào độ thịnh hành. Gojo ban đầu vốn là một cậu nhóc co trời bằng vung, nhưng từ sau khi người bạn thân sa ngã, anh hiểu rằng sức mạnh không phải là tất cả. Sau những gì đã xảy ra, anh quyết định trở thành thầy giáo và mong rằng những lứa tiếp theo sẽ còn mạnh mẽ hơn cả kẻ mạnh nhất của hiện tại. Cũng giống như Sukuna, người ta cũng ấn tượng bởi bá khí của thiên hạ độc tôn cùng đôi mắt lục nhãn cực ngầu và cả tính cách mất nết nữa. Đấy, xây dựng thế này bảo sao độc giả cứ tưởng là mên. Và tất nhiên với một nhân vật đáng nhớ như vậy, tác giả đã phá nốt luôn những cái hay còn lại bằng cách cho Gojo một cái chết lãng xẹt. Kiểu đã tệ là phải tệ đến cùng luôn. Thật sự đọc đến trang này tôi cũng muốn ném luôn điện thoại vào tường. Không phải là tôi thiên vị Gojo, nhưng cách mà anh chết khiến cho tôi cực kỳ khó chịu, khi mà tất cả những gì chúng ta biết chỉ là một vài lời giải thích qua loa linh tinh và một đoạn hồi tưởng chẳng hề liên quan. Cái chết của Gojo vô lý tới mức chính tác giả cũng phải chữa cháy rằng mình viết thiếu mất một chap. Thế này thì hết cứu chuyện rồi. Nhân vật đã vậy thì chúng ta cũng chẳng kỳ vọng gì vào cốt truyện Jutsu Kaisen rồi. Nhân vật và câu chuyện vốn là hai thứ không thể tách rời. Nếu một bên mặt tệ thì chắc chắn tổng thể của tác phẩm sẽ không đời nào hay được. Quá trời nhân vật được thêm vào nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới tổng thể cốt truyện. Jutsu Kaisen dường như đang đi theo vết xe đổ của kha khá đàn anh đi trước, đầu voi đuôi chuột. Công bằng mà nói, Jutsu Kaisen có một xuất phát điểm rất tốt với một thế giới khá chi tiết về chú thuật sư và nguyên hồn. Nhưng từ sau sự biến Shibuya, dường như mọi thứ bị rung beng hết cả lên khi tử diệt hồ rũ bắt đầu. Ngoại trừ Megumi, phe chính diện không quá bị mất mắt quá nặng. Tất nhiên là trước khi thành 5 thành 2.5. Chưa hết, tác giả xây dựng hẳn chi tiết đám lính Mỹ nhúng tay vào tử diệt hồ rũ để khai thác năng lượng, rồi cho chúng bay màu sớm chỉ để có thêm chú lực. Nghĩ cho lắm ý tưởng vô rồi cuối cùng cũng chẳng phát triển nổi. Chưa kể Gojo chết thì liệu câu chuyện sẽ phát triển dư nào khi tuyến phản diện ai cũng mạnh khủng khiếp. Chứ nếu mà Yuji và những người bạn giành chiến thắng thì đúng là chẳng khác nào tự đái vào những gì mình đã xây dựng cả. Nếu mà có lương tâm một chút thì mong tác giả cho bad ending, hoặc ít ra nên tìm cách giải quyết vấn đề thuyết phục. Các sự kiện mới đã vậy rồi, vậy còn những chi tiết cũ vẫn còn bỏ ngỏ thì sao nhỉ? Gia tộc Gojo, gia tộc Toge, số phận của Nobara. Quá trời những thông tin bị tác giả vứt xó tôi không tiện nêu ở đây. Sự kiện cũ làm chưa tới, sự kiện mới đã đập thẳng vào mặt người xem. Chưa hết, mô típ của Jutsu Kaisen cũng không có gì quá mới mẻ so với seinen truyền thống. Cách triển khai cũng cóp nhặt từ các đàn anh đi trước. Tôi không có ý nói vay mượn là xấu, nhưng mà nếu vay mượn rồi không biết khai thác thì cũng chẳng khác nào đưa nhiên liệu hạng sang cho một thằng không biết nấu ăn cả. Thêm vào đó, mạch chuyện quá nhanh cộng với lượng thông tin lớn mà không được giải thích kỹ càng càng khiến người xem phát ngán. So với những Chainsaw Man, Chiyokuragu, Gachiakuta, Dandadan thì dù nổi tiếng hơn,
nhưng Jujutsu Kaisen gần như thua xa về chất lượng và đang có xu hướng đi xuống 2 mét đất, dù cá nhân tôi cũng không đánh giá cao Danada lắm. Tuy nhiên, chỉ cần như vậy cũng là đủ để phá đông đốp vào mồm Jujutsu Kaisen với mô típ lỗi thời của một cốt truyện lộn xộn rồi. Nói anime cánh tàu lưng manga cũng chẳng oan. Nếu các bạn nghĩ rằng tôi ghét bộ truyện này thì không đâu. Bản thân tôi, người viết kịch bản video này cũng là một đứa rất thích Jujutsu Kaisen. Chỉ là bản thân tôi hiện tại đang thấy có quá nhiều vấn đề nên cần phải làm hẳn video để nêu lên quan điểm cá nhân. Nếu ai đã lắng nghe đến đây mà có cùng ý kiến thì tôi xin cảm ơn. Còn nếu mà các bạn đã xem hết video mà cảm thấy không đồng tình thì có thể coi nó như một ý kiến để tham khảo. Và đây cũng là toàn bộ gạch đá mà tôi dành cho bộ truyện Jujutsu Kaisen. Ở đây chắc cũng đủ để tác giả xây thêm mấy cái studio vậy mới rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại một like, share và một subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. See ya!